Nếu các bạn muốn mua robot, hãy truy cập ngay bánrobot.vn, nơi bán robot an toàn, giá rẻ, uy tín nhất. Rồi rồi, để tôi test thử. Đi mà không ra cái gì hết là do mấy ông. Tôi đẩy tôi tẩy điểm trái quỷ cái đã. Tôi đang đẩy điểm kiếm, tôi mới đi xong OT xong. Tôi hết điểm ép rồi nè, xíu nữa vô đi lấy điểm kiếm điểm ép. Bây giờ thử nha. Mấy ông mà lừa tôi một cái đi là tới công chuyện liền. Ông lừa tôi cái đi là tới công chuyện liền. Trái tuyết đúng không? Trái tuyết kia ra Phật tổ đúng không? Trái kia ra Phật tổ. Để tôi sẽ cầm một trái quỷ ra cái đã. Chờ tôi xíu đi, để tôi thử tôi solo ra coi nổi không. Không được là mấy ông tới công chuyện liền. Lừa tôi à? Đừng có lừa tôi, thấy tôi dễ dãi lừa tôi đúng không? Sao nó để là Buddha vậy? Nó không để là Phật tổ vậy. Mình sẽ cầm cái kiếm nào ngon ngon vô cái nhìn cho nó đẹp. Mình sẽ cầm cây Yoru đi. Rồi trái tiết. Vụ quái lại. Quên nữa, mình có này mà. Trời đất ơi, tôi thật là vô chi mọi người à. Đó. Lên luôn. Triệu hồi vô biển lên. Quên, tôi đâu đi dưới nước được. Trời, tí thì hỏng rồi. Tôi quên là tôi không đi dưới nước được mọi người à. Sao nghe nó cứ như thế nào á, ông nào bịp tôi rồi. Ui da. À hay là phải kiểu vậy, kiểu bay bay lên cao đúng không? Từ từ, tôi làm được mấy cái kèo này là tôi làm được, mọi người bình tĩnh. Tôi có du biển nữa mà, tôi có du biển nữa mà. Trời ơi, tôi có du biển, này là du biển của tôi thì tôi được quyền xài đúng không? Du biển của tôi thì tôi được quyền xài mà. Đó, xong một rai liền. Này không biết chừng nào tôi mới bật được Haki lên. Xài ép mà anh. Ok. Được. Xài ép đúng không? Để tôi kêu con si lên cái đã. Rồi. Xài ép. À, ra vậy. Ô, mạnh vậy. Ô. Ui, giờ mình mới biết luôn đó. Mạnh vậy. Trời đất ơi, đúng là những người đi trước, tôi là người đi sau, tôi đâu có biết cái gì đâu. Không mà mạnh, không mà nó mạnh thiệt nha. Bye bye cái là quái gần đi rồi. Đó, xong mình xài mấy cái chiêu này vô nữa. Đâm nhiều phết đấy chứ. Đâm to vậy. Đúng là gọi là người đầu lần đầu tiên dùng không phải trái hung mình đi ra hơi ngỡ ngàng. Lần đầu tiên tôi không có dùng hung mình đi ra nên tôi hơi ngỡ ngàng mọi người ạ. Đi qua bên kia luôn. Có lần em lên 100k đam luôn hả? Trời ơi, đam to thực sự ạ. Tôi đâu có biết đâu mọi người. Nào giờ tôi đâu có sử dụng mấy cái này đâu. Trời đất ơi, tí chết rồi. Gọi là mấy ông khai phá cho tôi. Đó. Không xài ép 3 vòng. Chuẩn bị kích được V4 lên. Thì coi thử coi lên được V4 mà nó ra đam như thế nào nữa. Chưa lên V4. Tôi chưa biết đam sao. Xíu nữa. Đó, bật được V4 rồi nè. Đó, lên V4 liền. Ui, nhảy gì vậy? Đam đã thế ta. Ủa cái gì mà mấy mấy cái kia nó mấy cái con ấy nó đánh kêu bập 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 đã luôn mọi người ạ. À, để tôi bật bật tiếng game lên cho mọi người nghe. Mấy cái con robot nó đánh nghe kêu nghe đã lắm.
Ho. Ấy. Đó, nó kêu bập 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 ngay xuống tay ghê ta. Ồ nó ơi, mạnh vậy? Được, 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 tưởng mấy ông lừa tôi chứ. Anh thích xem mấy cái thích xem cái mukbang, kiểu mukbang đó lắm đó. Kiểu nghe vui tai mà, anh với chị hay hay xem mấy cái đó lắm em. Nhảy nhảy nữa vui chứ. Trời ơi, đất ơi. Thì ra đây mới gọi là cái tộc và đi ra trong truyền thuyết. Nhưng mà sợ đi tới cái cuối cùng mình bị hết V4 á chứ. Duy duy trì V4 cái mọi người à, tôi phải duy trì V4 nữa. Hết chưa? Hết quá chưa? Chưa. Nó kêu nghe đã tai ghê á. Đó. Ồ. Trăm mấy cái đao luôn rồi nè, 130 cái đao luôn rồi nè. Ảo giác chưa? Ảo giác chưa? Ồ gần 200 cái đao luôn ấy chứ. Nhưng mà quái đánh hơi đau nha. Ui da. Trời ơi, nó quýnh tôi gần đi rồi mấy anh trai ơi. Té 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 té. Nó quýnh tôi gần đi rồi. Hết tập đúng rồi, hết tập rồi. Không sao không sao, tí nữa tới cái cuối cùng tôi đứng tôi bật chu biển lên cho quýnh thôi, tôi đứng tôi nhờm trâu chứ gì. Ủa hả, sao mà thua được, sao mà thua được, trời đất ơi, kỹ thuật người ta có mà kêu người ta thua. Sao mà thua được. Má nói sao hô được, nó quýnh cái muốn sang chấn tâm lý luôn á. Chết đi mày. À, giờ chúng ta đi qua cái bên con boss thôi. Anh sắp thua rồi, sống không thua được. Làm sao thua được. À, mà quên giờ làm sao tôi xuống biển tôi đứng được mọi người. Cái mẹ ơi. Giờ tôi đâu xuống biển tôi đứng được. Cho giờ tôi chỉ có bay lên đầu con boss xong bay vòng vòng con boss là phát bó tay hả? Không, nhưng mà ý bảo là trước khi mà để bay vòng vòng á thì mọi người có cho tôi hỏi lý do giờ làm sao để tôi giết mấy con quái này không đã, chứ nó có quái mà mọi người. À, đi chạy vòng vòng giờ làm gì tôi, sao mà quýnh tôi được, tôi có boss, tôi có du biển đó mà. Giờ tôi bay múc lên cao luôn nè. À, tôi bay vừa đụng ngưỡng cái chạm chạm vô người mấy con quái thôi. Ui ui cứu tôi, cứu tôi đó, triệu hồi vô biển đó nữa. Xong tôi vô tôi chọi cái rờ cái quái nào giết tôi được, quái nào giết tôi được mọi người. Trời đất ơi, ui 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 ui, ác chị mấy anh trai. Hát vậy với anh trai. Ây da. Từ 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 từ. Tôi biết được, mọi người tin tôi. À. Tôi có du biển nữa mà, sao tôi thua được. Ôi đất ơi. Ai kêu tôi thua. Ông nào kêu tôi thua đâu. Sao mà thua được.
Sao mày thua được? Tôi chuẩn bị bật V4 mà được hả mọi người ơi. Ngon 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 nha. Chuẩn bị bật V4 mà được nữa rồi. Bật V4 mà được là lẫm tiền. Cố lên cố lên, hai lóng rồi tôi bật V4 mà được rồi. Còn 3 phút thôi. Không lại ở đang cố gắng này, tại mấy ông cho kèo tôi thì tôi ráng tôi làm thôi chứ. Tôi kích cái V4 mà đã mọi người à, tôi kích V4 mà đã. Lên cái V4 cái coi. Ây da, lên V4 được chứ gần cút luôn quá. Cho lên cái V4 cái con ấy thiệt tình luôn á. Ủa nó không lên nổi luôn nè mọi người. Ảo giác vậy. Còn có con boss thôi nè. Rồi 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 rồi. Tới công chuyện rồi. Trong chuyên môn cúc rồi à, hên quá không cúc. Rồi cũng rồi. Trời nó cơ nó không nổi. Ây da. Ây da, nhức cái đầu quá. Ây da, nhức cái đầu quá. Nhưng mà đâm to thiệt nha. Hấp hối rồi, đi rồi. Rồi biên đồ thời. Khó hơi khó mọi người ạ, nhưng mà đâm to nha. Này là đông đông cầm khoảng hai ba người vô đi chắc là vui lắm á, hai người cầm trái tiết vô đi chắc là vui lắm á. Chịu anh luôn hả? Trời đất cơ, tôi cố gắng hết sức rồi đó. Ra lên hả? Không phải dùng trái tiết cái gì kia đánh cho nó vui chứ. Thôi, thôi, được rồi, test test xíu cho vui thôi mọi người ạ. À.